Chào mọi người nhá. Ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người một dòng hoa, đó là hoa Blue Sky. Cái dòng này thì quay buổi sáng sẽ buổi sáng hoặc buổi chiều thì sẽ là rất là đẹp. Thế nhưng mà bây giờ mới có thời gian và bây giờ mới có thời gian ở nhà để quay cái em chậu hoa Blue Sky cho mọi người xem. Mọi người cùng xem nhá. Anh chị em nào mà chim ưng nó, chim ưng cái dòng hoa Blue Sky này thì inbox cho em nha. Em bán luôn, bán lấy tiền để mua mì tôm ăn qua thời Covid. Mọi người nhìn nhá, nó rất là nhiều. Hiện tại thì đang có 3-4 bông hoa nở rồi. Còn nó rơi vào khoảng tầm 6-7 bông đang nụ. Đó, bây giờ đi lại cho mọi người xem nhá. Cái màu hoa của nó rất là lạ nhá. Khi mà mới nở thì nó có màu hồng tím, nhưng mà nở được mấy hôm thì nó chuyển sang màu tím, tím xanh. Và khi tàn thì nó chuyển sang màu màu tím, tím trắng. Rất là hay. Đây là nụ của nó đây mọi người. Đây này. Đó. Nụ này. Nụ này. Nụ này. Nụ. Nụ này. Sang đến hoa nhé. Đây cũng là nụ của nó này. Đó. Hoa này. Đó. Đó, mọi người nhìn thấy cái màu hoa của nó chưa? Rất là xinh và đẹp đúng không? Đó. Trên một cây hoa thôi nhưng mà nó có rất nhiều sắc thái luôn. Có những cành hoa nụ này, có những cành hoa nở đúng độ này, và có những cành hoa nụ mà mới chớm nở chúng chím thôi. Đó. Người nhìn thấy chưa? Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Cây này có chiều cao từ, không tính chậu mà chỉ tính từ gốc lên thôi, thì chiều cao của cây này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1m2. Và cái tán của nó rộng trong khoảng 70 phân đấy, hoặc hơn. Cái hoa này và màu mùi của cái dòng này cực kỳ là thơm nhé. Đó, rất là sum xuê. Đây này, cái bông này nó kiểu nó chưa nở đâu, nhưng mà nhìn này, cái bông này chắc phải 2 ngày nữa mới ra mới nở, còn bông kia chắc là ngày mai hoặc ngày kia, còn bông này nở. Ngày mai ngày kia cây nó nở rộ hoa, mình quay cho mọi người xem nhé, chắc lúc đấy đẹp lắm. Bác nào thích cái dòng này thì inbox luôn cho em. Còn duy nhất một chậu này thôi. Chào mọi người nha. Và hẹn mọi người ở những cái clip tiếp theo.
màu tím, tím thạch anh ấy, rất là ma mị luôn, xinh nữa.